Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, đó chính là núi Lão Quân. Núi Lão Quân là một ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc với phong cảnh tuyệt đẹp. Núi thuộc một phần dãy núi Tần Lĩnh, đồng thời là đỉnh cao nhất của dãy Vục Ngưu với độ cao 2.217m so với mực nước biển. Núi Lão Quân là một điểm thu hút khách du lịch cấp quốc gia 5A, là thánh địa đạo giáo ở miền Bắc Trung Quốc. Các bạn hãy tiếp tục cùng chúng mình khám phá những điều thú vị của ngọn núi đặc biệt này. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới, cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Emily Zola đã từng nói, không gì giúp phát triển trí thông minh như là đi du lịch. Các bạn hãy xem đến hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị của núi Lão Quân ở phần cuối của video này. Núi Lão Quân là gì? Có gì đặc biệt mà được chứng nhận 5A? Núi Lão Quân nằm trong công viên địa chất quốc gia Phục Ngưu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được mệnh danh Thiên Hạ Danh Quang, ý chỉ ngọn núi nổi tiếng cả nước. Núi có tên gọi cũ là núi Cảnh Thất, sau đổi thành Lão Quân, theo tên nhà triết học nổi tiếng Lão Tử, người sáng lập ra đạo giáo. 2.000 năm trước, khi Thích Ca Mâu Ni hồng dương Phật Pháp tại Ấn Độ, Lão Tử, Khổng Tử cũng truyền đạo cho người dân ở Trung Quốc. Theo sử ký ghi chép, Khổng Tử đã nhiều lần thỉnh giáo Lão Tử. Một lần Khổng Tử tới gặp Lão Tử, sau khi quay về, 3 ngày không nói lời nào. Cuối cùng ông phá vỡ sự im lặng, nói một câu: chim, ta biết nó có thể bay. Cá, ta biết nó có thể bơi. Thú, ta biết nó có thể chạy. Còn với rồng cưỡi mây, đạp gió, bay lên trời, ta không thể biết. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ấy cũng giống như con rồng kia. Đại ý là hôm nay gặp Lão Tử, ông ấy giống như là con rồng kia thâm sâu khó lý giải. Theo sử ký Tư Mã Thiên, Lão Tử sinh ra và lớn lên ở nước Sở, nay thuộc vùng Hà Nam. Lão Tử làm thủ ký viện, tức người quản lý và giữ gìn sách trong thư viện nhà Chu. Về sau, ông lên núi Lão Quân ở ẩn cho đến khi qua đời. Trước khi rời đi, ông đã lưu lại cuốn Đạo Đức Kinh gồm khoảng 5.000 chữ, được xem là cuốn cổ thư sáng lập đạo gia. Ngay từ thời đầu, đạo gia đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các công trình kiến trúc, cảnh quan văn hóa trên núi Lão Quân cũng bởi thế mà ra đời. Vườn văn hóa Lão Tử là một nơi linh thiêng để kế thừa và truyền đạt những suy nghĩ của Lão Tử, trong đó đặc biệt là Đạo Đức Kinh. Vào năm 2009, thành phố Lạc Dương đã xây dựng một bức tượng Lão Tử bằng đồng ở núi Lão Quân để tưởng nhớ đến ông. Bức tượng Lão Tử này được làm bằng 288 miếng đồng, nặng 258 tấn, có chiều cao 59m, thân to 38m. Bức tượng đồng của Lão Tử đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness năm 2014 là bức tượng đồng Lão Tử cao nhất của thế giới. Núi Lão Quân có hơn 2.500 năm lịch sử về văn hóa đạo giáo. Trong thời Đông Chu, Lão Tử sinh năm 571 và mất năm 471 trước công nguyên đến đây để ẩn dật. Ông được đồng nhất với Thái Thượng Lão Quân. Trong thần thoại đạo giáo, Thái Thượng Lão Quân giáng sinh thành Lão Tử nhà Chu, viết Đạo Đức Kinh, được đạo giáo tôn là giáo chủ, đạo tổ. Nơi đây cũng được biết đến là nơi yên nghỉ của ông. Vào thời nhà Đường, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã cho xây dựng miếu Thiết Đỉnh Lão Quân và đặt tên cho ngọn núi là núi Lão Quân. Do có sắc phong của hoàng đế nên núi Lão Quân trở thành dòng chính và là nơi linh thiêng của đạo giáo chính thống. Đến thời nhà Minh, vị trí của miếu Thiết Đỉnh Lão Quân càng được chú trọng. Vào năm 19 vạn lịch, nguyên niên Minh Thần Tông, núi Lão Quân được thánh chỉ mệnh danh là Thiên Hạ Danh Sơn, tức ngọn núi nổi tiếng cả nước. Ngày 9 tháng 1 năm 2012, thắng cảnh núi Lão Quân được Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp vào danh thắng thắng cảnh loại 5A, là thánh địa đạo giáo của Trung Quốc. Trong truyện Kiếm Hiệp, Thiên Long Bắc Bộ của Kim Dung có nói đến Nam Bộ Dung, Bắc Kiều Phong, tức hai nhân vật võ lâm đứng đầu hai miền Nam Bắc. Tương tự, dân gian Trung Quốc cũng truyền miệng nhau rằng Nam Hữu Võ Đan Kim Đỉnh, Bắc Hữu Lão Quân Thiết Đỉnh, ý nói núi Võ Đan ở Hồ Bắc, núi Lão Quân ở Hà Nam là hai ngọn núi cao hùng vĩ, xứng đáng đại diện cho hai vùng Đại Nam Giang Bắc của Trung Hoa. Để lên được đỉnh núi Lão Quân, các bạn có thể đi cáp treo khoảng 17 phút hoặc check-in qua một con đường dài khoảng 10 km, nhiều đoạn hẹp, nguy hiểm để tới chân đền. Rồi từ đây, các bạn leo lên hàng trăm bậc thang dựng thẳng đứng, xung quanh gió thổi lồng lộng mới tới khu đền thờ đạo giáo. Đỉnh cao nhất của dãy núi là ngôi đền Lão Tử và được bao quanh bởi ba tòa tháp là Kim Điện, Lương Bửu Đài và Hoàng Ngọc Đính. Cả ba ngôi đình đều được xây dựng vào năm 2013, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Minh và nhà Thanh. Tuy nhiên, vị trí tốt nhất để du khách ngắm nhìn phong cảnh ngôi đền chính là ba tòa tháp giác vàng, là đỉnh núi Mã Tông phía đối diện. Từ đây, bạn chiêm ngưỡng trọn vẹn điện vàng rực rỡ dưới nền trời xanh,
cùng cảnh thiên nhiên, đồi núi ngoạn mục. Ban đêm, cả khu đền thờ, bậc thang, thắp đèn sáng chói khiến nó càng trở nên bắt mắt. Tháng 5 âm lịch hàng năm, hàng nghìn đạo sĩ từ khắp nước đổ về đây thăm đền, bày tỏ lòng kính trọng đối với Lão Tử. Du khách đến núi Lão Quân đều hết lời khen ngợi, cho rằng đây là chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu may mắn còn được chiêm ngưỡng Phật quang, hiện tượng mặt trời mọc chiếu tia sáng đầu tiên vào tượng Phật trong đỉnh Ngọc Hoàng. Những ngày này, khu du lịch núi Lão Quân đón nhiều khách hơn vì thời tiết sắp sang thu khá dễ chịu. Lúc nào cũng có thể ngắm biển mây trên đỉnh núi. Khoảng tháng 10, cây cối xung quanh thay áo, cả một vùng núi rừng chuyển sắc vàng đỏ trước khi tuyết rơi trắng xóa vào dịp cuối năm. Ngoài ra, du khách còn có thể chèo thuyền ngắm thác, rừng cây xanh, đá dưới chân núi. Sẽ mất khoảng một ngày mới thăm thú hết núi Lão Quân. Còn nếu bạn muốn kết hợp tham quan thêm vài hang động gần đó, thì phải nghỉ một đêm cạnh núi. Nơi đây cũng nổi tiếng với bầu không khí trong lành hiếm có. Người ta đã thu không khí từ trên đỉnh núi vào trong những chiếc túi và cung cấp cho người dân ở thành phố Trinh Châu, một trong những nơi ô nhiễm nhất của Trung Quốc. Thậm chí, một ngày hội để thưởng thức không khí từ ngọn núi Lão Quân đã được tổ chức tại thành phố này để người dân có thể thử hít thở không khí trong lành. Với vẻ đẹp hiếm có của mình, núi Lão Quân ngày nay luôn trở thành một địa điểm du lịch và khám phá đầy mới lạ dành cho những ai yêu thích thiên nhiên và tham gia vào các bộ môn như leo núi mạo hiểm, đi bộ đường dài check-in. Mới đây, một nhóm du khách đã dựng khoảng 100 chiếc lều ngủ qua đêm trên con đường dẫn lên đỉnh núi trên Vên để đợi ngắm cảnh mặt trời mọc. Được biết, con đường với chiều dài hơn 2.000m này, rộng khoảng 1.8m, đã được xây bám vào sườn núi ở độ cao hơn 1.000m. Nhiều người Trung Quốc đã bất chấp nguy hiểm để dựng lều ngủ trên con đường mòn treo leo trên vách núi này. Nhìn từ xa, những túp lều nhiều màu sắc như đang nằm lọt thởm giữa mây trời trắng xóa. Ngoài ra, núi Lão Quân càng nổi tiếng hơn khi bộ phim giả tưởng tiên hiệp Thanh Vân Chí được chuyển từ thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng Chu Tiên của nhà văn Tiêu Đỉnh, với sự tham gia của Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cùng nhóm TF Boys. Bối cảnh chính được quay tại đây. Phim Thanh Vân Chí đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ bởi kịch bản hay, dàn diễn viên nổi tiếng và bối cảnh phim hết sức huyền ảo, đúng với cảnh thần tiên trên trời mà con người có thể tưởng tượng ra. Toàn bộ khu bảo tồn thiên nhiên này là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa đạo giáo. Khu vực xung quanh ngôi đền chính và ba tòa tháp còn có 16 ngôi đền thờ đạo giáo khác. 6 trong số đó đã được trùng tu để chào đón khách du lịch. Mặc dù ngành du lịch của Trung Quốc ngày càng cởi mở hơn, tuy nhiên có một số địa điểm ở Trung Quốc vẫn nằm ngoài tầm với của người nước ngoài, chỉ mở cửa cho dân bản xứ, trong đó có núi Lão Quân. Trên thực tế, núi Lão Quân hạn chế người nước ngoài vào tham quan du lịch. Nguyên nhân chính là do núi Lão Quân nằm ở huyện Lương Xuyên, nơi có căn cứ quân sự, nên người nước ngoài bị cấm vào. Muốn tham quan du lịch tại đây, các bạn phải quen biết với người dân bản địa để họ dẫn mình vào. Thời gian du lịch đẹp nhất là tháng 5, tháng 6, tháng 10 và tháng 11 hàng năm. Với cảnh sắc thần tiên, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng đặc biệt tuyệt đẹp vào tháng 10 khi bắt đầu có tuyết rơi và cây bắt đầu thay lá. Không cần nhiều lý do để bắt đầu một chuyến đi mới phải không nào các bạn? Mọi thứ có khi chỉ bắt đầu từ một bộ phim, một bài hát, một bức ảnh hoặc một video YouTube như video này của chúng mình. Núi Lão Quân với cảnh sắc kỳ vĩ và lịch sử lâu đời là địa điểm hấp dẫn cho những ai muốn khám phá thiên nhiên và tìm hiểu về văn hóa đạo giáo. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!